cho các bạn, ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung-min có thể sớm phải giã từ sự nghiệp ở đỉnh cao nếu không đánh bại được U23 Việt Nam trong trận bán kết ASEAN 2018. Trận bán kết ASEAN 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào ngày 29 tháng 8, trở thành tâm điểm chú ý không chỉ ở Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là bởi trận đấu này có thể quyết định đến sự nghiệp chơi bóng của ngôi sao Hàn Quốc Son Heung-min ở câu lạc bộ Tottenham của Anh. Son Heung-min hiện là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Ngôi sao cao 1m83 này đóng góp 2 bàn thắng cho Hàn Quốc trong 3 trận đấu tại vòng bảng World Cup 2018 vừa qua. Đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Son Heung-min lẽ là có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho câu lạc bộ Tottenham, nhưng anh vẫn không thể yên lòng vì vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự trong khi thời hạn chót đã gần kề. Theo luật pháp của Hàn Quốc, mọi công dân là nam giới đều phải bắt buộc trải qua 24 tháng phục vụ trong quân đội. Những thanh niên đủ điều kiện sức khỏe trong độ tuổi từ 24 đến 28 đều phải nhập ngũ. Như vậy, ngôi sao sinh năm 1992 năm nay đã 26 tuổi, chỉ còn tối đa 2 năm nữa để quay về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ở thời điểm 2002, Hàn Quốc đã miễn nghĩa vụ quân sự cho các cầu thủ đưa đội tuyển lọt vào vòng 16 đội World Cup. Điều này đã khiến cho các vận động viên ở các môn thể thao khác của Hàn Quốc bất bình. Đây là lý do chính phủ Hàn Quốc sau này chỉ miễn nghĩa vụ quân sự cho các vận động viên đạt thành tích tại các giải đấu mà tất cả các vận động viên của bộ môn khác đều có cơ hội tham gia. Ở đội tuổi 26, Son Heung-min hiện đang tham gia giải bóng đá trong khuôn khổ ASEAN 2018 ở Indonesia và có thể là Olympic Tokyo 2020. Nhưng đến năm 2020, Son Heung-min sẽ tròn 28 tuổi và cơ hội để được tham dự trước khi nhập ngũ là hết sức mong manh. Theo truyền thông của Hàn Quốc, để được miễn nghĩa vụ quân sự, Son Heung-min bắt buộc phải đoạt huy chương vàng bộ môn bóng đá trong kỳ ASEAN 2018. Trong khi nếu còn có cơ hội dự Olympic, Son Heung-min chỉ cần giành được huy chương. Vượt qua Việt Nam là cách duy nhất. Trong các kỳ ASEAN trước đây, Son Heung-min vì muốn tập trung cho sự nghiệp hoặc bị câu lạc bộ chủ quản giữ lại nên đã không đăng ký tham gia. Trong kỳ ASEAN 2018, Son Heung-min góp mặt trong đội U23 Hàn Quốc với tư cách là một trong 3 cầu thủ lớn hơn 23 tuổi. Ngôi sao Hàn Quốc hiểu rõ mình cần phải làm gì, đó là việc giành huy chương vàng ASEAN 2018 hoặc đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng đối thủ của U23 Hàn Quốc trong trận đấu bán kết ngày hôm nay 29 tháng 8 chính là Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam được cho là đã đạt phong độ cao và chưa để lọt lưới một trận nào tại ASEAN 2018. Người dân Việt Nam cũng mong muốn đội nhà tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi tiếp tục tiến sâu hơn vào vòng trong, thậm chí chạm tay lên ngôi vô địch. Càng nổi tiếng, càng khó có thể thoát khỏi nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Jim Hao, một chuyên gia nghiên cứu trong khu vực đã nói như vậy. Không có một hệ thống nào trên thế giới là không có kẽ hở. Nhưng tìm được kẽ hở là điều bất khả thi trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Phục vụ trong quân ngũ là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm. Quân đội có quyền lực cao nhất và họ không muốn những người giàu có hay nổi tiếng được miễn nhập ngũ. Điển hình là trường hợp của cầu thủ từng thi đấu cho câu lạc bộ Arsenal Park Joo-hyung. Năm 2012, Park dùng giấy tờ cư trú dài hạn ở Monaco để trì hoãn nghĩa vụ quân sự trong 10 năm. Điều này đã tạo nên một làn sóng chỉ trích dữ dội ở quê nhà. Park sau đó bị cấm triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này sau đó phải trở về Seoul xin lỗi. Năm 2010, MC Mong, một nghệ sĩ hip hop và là ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế, bị cáo buộc tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự. Ngôi sao này cố tình nhổ hai cái răng còn khỏe mạnh để chứng minh mình không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. MC Mong sau đó đã bị kết án 6 tháng tù treo. Trên thực tế, có nhiều cầu thủ Hàn Quốc đã thoát nghĩa vụ quân sự và phút chót nhờ đạt thành tích trong các giải đấu quốc tế. Đó là trường hợp của Ki Sung-yeong, tiền vệ thi đấu cho câu lạc bộ Newcastle ở Anh. Ki Sung-yeong giành huy chương đồng tại Olympic London 2012 và chỉ cách thời hạn chót nhập nghĩa vụ đúng 4 tuần. Chúng tôi luôn tôn trọng và sẵn sàng nhập ngũ, không phải cứ là ngôi sao bóng đá thì được đặc cách. Tôi không thể nhập ngũ đơn giản vì vẫn phải tiếp tục sự nghiệp ở Bayern Munich. Có thể nói,
Muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp môn bóng đá đỉnh cao, Sơn Heung Min cùng các đồng đội phải vượt qua Việt Nam trong trận đấu chiều nay 29 tháng 8. Nếu đánh bại Việt Nam, Sơn Heung Min và các đồng đội sẽ vẫn còn một trận chung kết nữa ở phía trước, nhưng khác với các đồng đội vẫn còn nhiều cơ hội thi đấu. ASEAN 2018 gần như là cơ hội cuối cùng của ngôi sao bóng đá Hàn Quốc. Cho các bạn, U23 Việt Nam tứ đại châu Á báo Hàn nẻ sợ ma thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. U23 Việt Nam đã chính thức có mặt ở bán kết ASEAN sau chiến thắng quả cảm với tỷ số 1-0 trước U23 Syria. Ngay sau trận đấu, báo chí Hàn Quốc lập tức đã dành những lời mỹ từ cho huấn luyện viên Park Hang-seo. U23 Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử 1-0 trước U23 Syria. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra kỳ tích mới khi vào lọt top 4 đội mạnh nhất ASEAN. Ngay sau chiến thắng gây địa chấn của U23 Việt Nam, báo chí Hàn Quốc đã ngợi ca chiến công vĩ đại của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đoàn quân những ngôi sao vàng. Tuy nhiên, điều chớ trêu là trong trận bán kết, huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối đầu với U23 Hàn Quốc. Đội đã giành chiến thắng 4-3 trước Uzbekistan sau 120 phút kịch tính. Trên tờ Yonhap News lập tức giật tít, huấn luyện viên dẫn dắt U23 Việt Nam sẽ phải chạm trán với đội bóng quê hương trong trận bán kết. Bài viết này cũng nhấn mạnh vào chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Syria nhờ pha lập công duy nhất của Nguyễn Văn Toàn. Đồng thời, Yonhap News cũng bật mí về chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên U23 Hàn Quốc Kim Hak-bum là những người biết nhau rất rõ. Vì thế, trận đấu tới giữa hai đội hứa hẹn sẽ nhiều vô cùng hấp dẫn. Cuối bài chia sẻ, nhật báo Hàn Quốc ngợi ca hết lời huấn luyện viên Park Hang-seo khi liên tiếp giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ không ngừng, bằng chứng là ngôi vị Á quân giải U23 châu Á hồi đầu năm và mới đây nhất là ghi danh vào trận bán kết đầu tiên trong lịch sử. Đối với người dân Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo được biết đến nhiều nhất khi ông là trợ lý của huấn luyện viên Hoo Hyun-jin ở giải đấu World Cup 2002 sau khi đội tuyển Hàn Quốc làm nên lịch sử với chiến tích vào bán kết. Ở một diễn biến khác, tờ Chuseok của Hàn Quốc ca ngợi ma thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận với Syria. Bài viết này cho rằng chính đấu pháp hợp lý và chiến thuật tuyệt vời của nhà cầm quân Hàn Quốc đã làm nên lịch sử với bóng đá Việt Nam. Nguồn tin này cũng nhắc lại chiến tích phi thường của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với U23 Việt Nam khi lọt vào chung kết tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Thường Châu, Trung Quốc hồi đầu năm. Trong khi đó, phần lớn các tờ báo của châu Á đều lên tiếng ca ngợi Olympic Việt Nam khi các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại Olympic Sida để giành tấm vé vào chơi ở vòng bán kết môn bóng đá nam ASEAN 18. Tuy thi đấu nép vế với những khả năng phòng ngự chặt chẽ cộng với khả năng chớp thời cơ tốt của tiền đạo Văn Toàn, nên Olympic Việt Nam đã tiếp tục viết nên lịch sử khi đánh bại Olympic Sida với tỷ số 0-1 sau 120 phút ở trận đấu tứ kết môn bóng đá nam. Chiến thắng quả cảm này đã giúp Olympic Việt Nam ghi tên mình vào chơi bán kết. Đối thủ tiếp theo của huấn luyện viên Park Hang-seo là Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 7. Sau trận đấu, trang của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cho rằng sự tỏa sáng của siêu dự bị Văn Toàn đã góp phần giúp cho Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam ASEAN theo AFC. Tuy bị lép vế nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu rất quả cảm, điều đó giúp cho hàng thủ đội bóng áo trắng đứng vững trước sức ép của Olympic Syria. Kênh truyền hình Bein Sports của Qatar bình luận: Olympic Việt Nam xứng danh là vua hiệp phụ khi đánh bại Olympic Syria ở thời điểm quan trọng nhất của hiệp phụ. Bàn thắng của Văn Toàn ở phút 108 đã chấm dứt mọi nỗ lực của các tuyển thủ Olympic Syria. Ở giải đấu tại Trung Quốc hồi đầu năm, các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã liên tục thắng trong hiệp phụ và trên chấm phạt đền để tiến thẳng vào trận chung kết. Còn theo nhận định của tờ Wa phiên bản Indonesia, tiền đạo Văn Toàn chính là người hùng ghi bàn thắng duy nhất phút thứ 108 giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Olympic Syria. Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan cũng lên tiếng ca ngợi chiến tích của Olympic Việt Nam vừa lập nên trước Olympic Syria để thẳng tiến vào vòng bán kết. Còn các kênh thể thao châu Á đều choáng váng khi Olympic Việt Nam xuất sắc đánh bại Olympic Syria 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Văn Toàn ở hiệp phụ, qua đó lần đầu tiên lọt vào bán kết.
Chiến tích này nối tiếp thành công của Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á diễn ra đầu năm nay. Tuy vậy, truyền thông châu lục vẫn tỏ ra bất ngờ và hết lời ca ngợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trên trang Twitter chính thức của Fox Sports Asia, ngỡ ngàng khi Việt Nam lọt vào bán kết và họ chờ đợi chúng ta sẽ tạo nên địa chấn trước Olympic Hàn Quốc của Son Heung-min. Trên trang Fufotu phiên bản Thái Lan cũng đã dành lời nể phục cho U23 Việt Nam. Tờ báo này nhận định U23 Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ rất tài năng, họ sẽ còn tiến xa trong tương lai. Tương tự như vậy, tờ qua của Thái Lan cũng nhấn mạnh U23 Việt Nam là đội duy nhất chưa thua và chưa bị thủng lưới tại ASEAN 2018.